Kính chào các bạn học viên. Tại trang này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về thuế nhà thầu. Thuế nhà thầu là gì? Thuế nhà thầu thì được hiểu là loại thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam theo khoản 37 điều 4 luật đấu thầu năm 2013. Nhà thầu phụ nước ngoài được quy định như sau. Theo khoản 2 điều 3 thông tư 103/2014 thông tư của Bộ Tài chính, thì nhà thầu phụ nước ngoài thuộc nhóm nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ yêu cầu theo khoản 36 điều 4 luật đấu thầu năm 2013. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo điều 1 thông tư 103/2014 thông tư của Bộ Tài chính. Thì những đối tượng áp dụng thuế nhà thầu như sau. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Cá nhân kinh doanh nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam. Kinh doanh tại Việt Nam. Thứ hai là tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa tổ chức cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tiếp theo là đối tượng tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam. Tiếp theo nữa là đối tượng cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng được tên tổ chức cá nhân nước ngoài. Tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại. Đó là các đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Thông thường ở đây thì đối với các công ty áp dụng thuế nhà thầu như là công ty khách sạn, có trường hợp là đặt vé qua Booking hoặc là trường hợp đặt vé máy bay thông qua Traveloka. Đó là những cái trang thương mại điện tử của tổ chức nước ngoài khi mà chúng ta sử dụng để giao dịch. Những tổ chức đó có thu về khoản doanh thu, từ đó họ sẽ bị tính thuế nhà thầu. Theo điều 2 thông tư 103/2014 thông tư Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu. Thứ nhất là tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của luật đầu tư, luật dầu khí, luật các tổ chức tín dụng. Thứ hai là tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức Việt Nam cá nhân không kèm theo dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam. Dưới các hình thức như là giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài, giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam. Trường hợp thứ ba, đối tượng không chịu thuế nhà thầu là tổ chức cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam. Trường hợp thứ tư là tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài như là sửa chữa phương tiện, vận tải, tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển, máy móc thiết bị kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo. Quảng cáo tiếp thị trừ quảng cáo tiếp thị trên Internet, xúc tiến đầu tư và thương mại, môi giới bán hàng hóa cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, đào tạo trừ đào tạo trực tuyến, chia cước thanh toán dịch vụ viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với các nước ngoài mà dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam. Trường hợp đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu thứ 5 là tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan cảng nội địa làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế quá cảnh, chuyển khẩu lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công. Như vậy, các bạn cần phải xác định được đâu là đối tượng áp dụng thuế nhà thầu và không áp dụng thuế nhà thầu. Từ đó, chúng ta
tính và nộp thuế nhà thầu. Người nộp thuế nhà thầu thì các bạn tham khảo ở mục 4 và tham khảo tại điều 4 thông tư 103/2014 thông tư của Bộ Tài chính. Các loại thuế mà áp dụng đối với thuế nhà thầu thì sẽ bao gồm theo điều 5 thông tư 103/2014 thông tư Bộ Tài chính thì các loại thuế áp dụng đối với thuế nhà thầu bao gồm nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Đối với các loại thuế phí và lệ phí khác, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế phí và lệ phí khác hiện hành. Chính vì vậy chúng ta cần ghi nhớ là nhà thầu nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì sẽ chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Còn nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân thì chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Có hai cách tính thuế nhà thầu là thuế nhà thầu gross và thuế nhà thầu net. Thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về hai cách tính thuế này tại phần 6. Thuế nhà thầu gross là khi doanh nghiệp Việt Nam hợp đồng với nhà thầu theo giá gross thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu khoản tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì cách tính thuế sẽ được thực hiện như sau: tính thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu nước ngoài trước, rồi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài sau. Còn thuế nhà thầu net là khi doanh nghiệp Việt Nam hợp đồng với nhà thầu nước ngoài theo giá net thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ chịu tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng theo cách này thì chúng ta sẽ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước và tính thuế giá trị gia tăng cho nhà thầu sau. Như vậy là thuế nhà thầu gross và thuế nhà thầu net có cách tính thuế ngược nhau nhưng cùng chịu là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về cách tính thuế nhà thầu gross và cách tính thuế nhà thầu net có gì khác biệt và cách tính nào thì ưu việt hơn. Ở đây, cách tính thuế nhà thầu gross thì thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị hợp đồng nhân tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là giá trị hợp đồng trừ thuế giá trị gia tăng chúng ta vừa tính được ở phía trên nhân với tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế nhà thầu phải nộp sẽ bằng thuế giá trị gia tăng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở đây, kế toán Việt Hưng có đưa ra cho các bạn ví dụ. Ví dụ là công ty Việt Hưng thuê nhà thầu nước ngoài B thực hiện một hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam với giá trị hợp đồng là 1 tỷ. Theo hợp đồng thì nhà thầu nước ngoài B là đối tượng chịu thuế nhà thầu. Doanh nghiệp Việt Hưng có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu và nộp thuế. Ở đây chúng ta xác định được tổng doanh thu đã bao gồm thuế nhà thầu là 1 tỷ đồng. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng là 3%. Tỷ lệ phần trăm để tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu tính thuế đối với dịch vụ là 2%. Để xác định được tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn căn cứ vào bảng tỷ lệ thuế nhà thầu ở trang trước. Trường hợp này là chúng ta thuộc là thuê nhà thầu nước ngoài B thực hiện hợp đồng dịch vụ, do đó thuộc trường hợp thứ hai là mua dịch vụ. Thuộc dòng thứ tư là sản xuất vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa. Đây, thuế VAT là 3% và thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%. Chúng ta sẽ xác định thuế nhà thầu theo giá gross lần lượt theo các bước như sau. Thuế nhà thầu gross thì chúng ta xác định thuế giá trị gia tăng trước. Ở đây, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng 1 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng phải nộp là 1 tỷ nhân 3% là 30 triệu. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là 1 tỷ trừ đi 300 triệu bằng 970 triệu. Lúc này thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng 970 triệu nhân 2% bằng 19 triệu 400 nghìn. Lúc này thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài B phải nộp và doanh nghiệp Việt Hưng khấu trừ trước khi thanh toán cho nhà thầu B là 30 triệu cộng 19 triệu 400 nghìn, tổng số tiền là 49 triệu 400 nghìn đồng. Cuối cùng thì nhà thầu B sẽ nhận được số tiền thanh toán theo hợp đồng
là 1 tỷ trừ đi 49 triệu 400 nghìn bằng 950 triệu 600 nghìn đồng. Đó là ví dụ cụ thể của thuế nhà thầu gross. Còn về cách tính thuế nhà thầu net thì chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì bằng doanh thu không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho 1 trừ đi tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bằng doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhân tỷ lệ phần trăm thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế. Tiếp theo là chúng ta tính thuế giá trị gia tăng. Thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng bằng doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng chia cho 1 trừ đi tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu. Thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng doanh thu tính thuế nhân với tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu. Thuế nhà thầu phải nộp thì sẽ bằng thuế giá trị gia tăng cộng với thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại đây thì kế toán Việt Hưng có đưa ra một ví dụ cụ thể để chúng ta biết được cách tính thuế nhà thầu net. Ví dụ như là công ty Việt Hưng thuê nhà thầu nước ngoài B thực hiện hợp đồng dịch vụ với giá trị hợp đồng là 1 tỷ. Theo hợp đồng thì nhà thầu nước ngoài B là đối tượng chịu thuế nhà thầu và công ty Việt Hưng có trách nhiệm nộp thuế nhà thầu với tỷ lệ phần trăm tính thuế giá trị gia tăng là 3%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 2%. Lúc này, khác với cách tính thuế nhà thầu gross thì chúng ta tính thuế nhà thầu net bằng cách là chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước, thuế giá trị gia tăng sau. Chúng ta xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ nhất là doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ bằng 1 tỷ mà chia cho 1 trừ đi 2%. Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ ra được 1.020.408.163 đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng doanh thu tính thuế mà nhân với 2% được 20.408.163 đồng. Bước 2, chúng ta xác định thuế giá trị gia tăng thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng bằng 1 tỷ cộng với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp chúng ta vừa xác định được ở trên là 20.408.163 đồng chia cho 1 trừ đi phần trăm thuế của giá trị gia tăng là 3%. Chúng ta được doanh thu tính thuế là 1.051.967.178 đồng. Lúc này chúng ta tính ra được thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng nhân 3% được số tiền là 31.559.015 đồng. Và thuế nhà thầu mà công ty Việt Hưng phải nộp thay là 20.408.163 đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, cộng với 31.559.015 đồng là thuế giá trị gia tăng phải nộp, và tổng số tiền là 51.967.178 đồng. Như vậy, từ hai cách tính thuế này thì chúng ta thấy được số thuế mà công ty Việt Hưng nộp thay theo cách tính thuế gross là 49.400.000. Nhưng theo cách tính thuế nhà thầu net thì chúng ta nộp là 51.967.178 đồng. Theo cách tính thuế net thì chúng ta được ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Còn cách tính thuế nhà thầu theo gross thì chúng ta lại không được ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Như vậy, cách tính thuế net số tiền cao hơn một chút so với thuế nhà thầu gross nhưng chúng ta được ghi nhận vào chi phí. Như vậy, các bạn nên áp dụng theo cách tính thuế nhà thầu net sẽ ổn hơn. Còn về cách kê khai thuế nhà thầu, căn cứ vào công văn 32111 năm 2022 hướng dẫn về kê khai thuế nhà thầu thì căn cứ các quy định trên, trường hợp Facebook nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu ký với công ty tại Việt Nam, nếu nhà thầu nước ngoài không đáp ứng một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2, Chương 2 Thông tư số 103/2014 Thông tư của Bộ Tài chính, thì công ty tại Việt Nam phải nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài. Còn trường hợp nhà thầu nước ngoài đáp ứng các điều kiện để kê khai trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Thông tư 103/2014 Thông tư của Bộ Tài chính, thì các công ty tại Việt Nam không phải khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Như vậy, các bạn cần phải nắm bắt được vấn đề này để chúng ta xem rơi vào trường hợp nào thì công ty Việt Nam phải nộp thay hoặc không phải nộp thay thuế nhà thầu cho người nước ngoài để chúng ta thực hiện đúng hạn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về tìm hiểu thuế nhà thầu cũng như là
cách tính ví dụ về thuế nhà thầu. Chúc các bạn học tốt!